kính chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy ép cắm viên liền trục Takio TK180, sử dụng điện 1 pha 220V. Qua quá trình nghiên cứu rất nhiều dòng máy trên thị trường chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng sản phẩm máy ép cắm viên liền trục Takio TK180, thích hợp cho hộ gia đình và trang trại chăn nuôi. Máy được thiết kế có thể sử dụng điện 1 pha 220V và điện 3 pha 380V tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của bà con máy ép được nhiều loại nguyên liệu khác nhau, nguyên liệu thô như ngô hạt, thóc lúa, rau, củ, quả, lục bình, cua, cáo, tôm tép, nguyên liệu đã sơ chế như cám ngô, cám gạo, bả bia, bả đậu nành, bả của các loại LAC, phần sau khi đã ép đáy dầu. Nguyên liệu sau khi ép là thành phẩm phục vụ cho chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, ngang, vịt, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế từ 30 đến 50% so với việc phải mua cám sẵn ngoài thị trường hoặc cũng có thể ép hỗn hợp của nhiều loại nguyên liệu khác nhau tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và gia đình. Máy được thiết kế truyền động trực tiếp bằng khớp nối giúp truyền lực khỏe hơn. Tốc độ và năng suất cao hơn các dòng máy khác trên thị trường sử dụng truyền động bằng dây cu có giảm chấn giữa khớp nối động cơ và máy giúp máy vận hành êm ái tiếng ồn nhỏ. Đây là loại máy có thể ép được loại cắm viên 2mm duy nhất trên thị trường hiện nay. Thiết kế sàn cũng được chúng tôi nâng cấp cải tiến với sàn thiết kế kiểu hình rễu hai đầu, giúp nghiền và ép nguyên liệu đạt hiệu suất cao hơn các loại máy trên thị trường là lỗ trụ tròn đơn thuần thiết kế sàn còn được cải tiến để thuận tiện cho công việc thay đổi sàn một cách đơn giản với hai lỗ ốc tự vam không phải mất công đục kích để thay sàn như các loại máy đời cũ số lượng lỗ trên sàn cũng được thiết kế nhiều lỗ hơn trước đây giúp tăng năng suất của máy lên một cách đáng kể viên tắm sau khi ép đảm bảo độ kết dính và độ chắc của hạt đồng đều về kích thước và độ dài nhờ hệ thống giao cắt có thể tùy chỉnh độ dài của viên ép theo mọi kích thước mong muốn sàn ép và quả lô được chế tạo bằng thép carbon và trải qua công đoạn nhiệt luyện, giúp tăng độ bền và chống chịu mài mòn tốt. Máy được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, máy khi chạy không bị hiện tượng rung lắc như các dòng máy khác. Máy ép cám viên liền trục Takio bảo hành 18 tháng cho máy và 12 tháng cho động cơ. Khi mua hàng chính hãng Takio quý khách hàng yên tâm về chất lượng và sẽ được tư vấn kỹ thuật một cách chu đáo nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ phụ tùng phụ kiện cho quý khách trọn đời sử dụng máy với mức giá hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.